Văn Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi một bài bản tin vắn trong ngày. Thưa quý vị, trước hết là một bản tin từ Việt Nam. Hàng không mẫu hạm nguyên tử của Mỹ USS Carl Vinson sẽ đến cảng Đà Nẵng thăm viếng 5 ngày từ ngày mùng 5 cho đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2018 sắp tới. Đây là một hình ảnh tượng trưng cho cải thiện quan hệ an ninh quốc phòng Việt-Mỹ khi USS Carl Vinson tới Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên mẫu hạm nguyên tử, biểu tượng của sức mạnh hải quân Mỹ trên biển thăm viếng Việt Nam từ khi chiến tranh chấm dứt đến nay. Mấy năm trước, như các năm 2009 và 2010, đã hai lần hàng không mẫu hạm Mỹ USS Tennis và USS George Washington đã dừng trên vùng biển quốc tế ngoài khơi của Đà Nẵng hoặc Vũng Tàu, đón tiếp một số chức sắc và sĩ quan Cộng sản Việt Nam được Tòa Đại sứ Mỹ hướng dẫn đến xem. Chuyến viếng thăm cảng Đà Nẵng của mẫu hạm Vinson nhiều phần chỉ có các hoạt động dân sự như thăm viếng cơ sở xã hội, trung tâm hỗ trợ người bệnh tâm thần, cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trung tâm săn sóc các nạn nhân hóa chất khai quang, đấu giao hữu thể thao cùng với việc trao đổi về an toàn chữa cháy với Sở Cứu Hỏa Đà Nẵng. Tin từ California vào ngày hôm qua đã xảy ra một đám cháy rừng ở khu vực nông thôn miền trung California, đe dọa đến hàng trăm ngôi nhà. Nhưng các giới chức đã có những hành động kịp thời để ngăn không cho đám cháy lan rộng. Đám cháy bắt nguồn ở thị trấn nhỏ Bishop trên sườn núi phía đông của Sierra Nevada, là nơi thường xuyên diễn ra những hoạt động leo núi, câu cá và săn bắn với diện tích 9.5 km vuông. Đám cháy đã được dự kiến từ trước vì thời điểm này California đang có nhiệt độ cao kỷ lục và các khu vực ở Nam California đang đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Người phát ngôn cục Lâm nghiệp và phòng chống hỏa hoạn tại California là bà Katni Matili cho biết một số cộng đồng và các khu vực cấm trại tại hồ chứa Pleasant Valley đã được thông báo về đám cháy để kịp thời di tản. Matili cho biết có hàng trăm công trình đang bị đe dọa, bao gồm bảo tàng đường sắt một nhà ga đường sắt được xây dựng vào những năm 1880. Được biết, có ít nhất 400 lính cứu hỏa đang làm việc để ngăn chặn đám cháy từ Bishop. Đám cháy đã buộc chính quyền phải đóng cửa một tuyến xa lộ nối với quận nông thôn Inyo đi đến Nevada. Nhà lãnh đạo thiểu số của hạ viện dân biểu Patrick Neves là người đã sống sót sau vụ nổ súng tại trường Columbine vào năm 1999, đang thúc đẩy các dự luật để cho phép sử dụng súng trong trường học. Neville đã đưa ra dự luật này hàng năm kể từ khi ông được bầu vào năm 2014 và những nỗ lực trước đây đều đã bị từ chối. Sau vụ thảm sát ở Florida thì vấn đề ngăn chặn bạo lực từ súng lại được đưa ra tranh luận một lần nữa. Neville cho biết Dự luật mới mà ông đưa ra cho phép các công dân tuân thủ pháp luật có cơ hội tự bảo vệ bản thân khỏi những tình huống xấu nhất. Neville nói thêm rằng, nếu bạn học của ông sẽ sống sót sau cuộc tấn công ở Columbine, nếu như giảng viên của trường được trang bị vũ khí để phản ứng lại với vụ việc. Tổng thống Donald Trump ủng hộ Romney chạy đua vào ghế Thượng viện Hoa Kỳ ở Utah. Ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã xác nhận ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng Hòa Mitt Romney chạy đua ghế Thượng viện Hoa Kỳ tại Utah, mặc dù Romney thường đưa ra những chỉ trích nhắm vào Tổng thống Trump. Tổng thống Trump nói rằng, Romney sẽ là một danh biểu vĩ đại và là người xứng đáng kế nhiệm danh biểu Orrin Hatch. Sau đó, Romney đã đăng bài trên trang Twitter cá nhân để cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống Trump và nói rằng trong quá trình vận động của mình thì ông cũng cần những sự ủng hộ từ người dân Utah. Đảng Cộng hòa đang nắm giữ 51 ghế trong tổng số 100 ghế của Thượng viện, nhưng nhiều vấn đề về luật pháp đòi hỏi phải có sự ủng hộ của 60 phiếu bầu, nên tổng thống Trump cần nhiều đảng viên Cộng hòa được bầu vào Thượng viện trong năm 2018 để có thể dễ dàng thông qua các chương trình nghị sự của mình. Trước đó, tổng thống Trump đã thuyết phục Hatch tái ứng cử vào năm 2018 để ngăn cản Romney vào Thượng viện. Tuy nhiên, một quan chức của tòa Bạch ốc cho biết rằng Trump và Romney đã có một cuộc nói chuyện vào tháng Giêng, sau khi Hodge tuyên bố nghỉ hưu. Thưa quý vị, một người bị trục xuất sau 38 năm sinh sống tại Hoa Kỳ. Doanh nhân Amer Hartman, 57 tuổi ở Ohio, người đã đến Hoa Kỳ từ năm 1979 và được khen ngợi vì đã giúp khôi phục lại trung tâm thành phố Youngstown, đã bị bắt giữ và sau đó trục xuất đến Jordan. Những người ủng hộ Admin ở Hoa Kỳ coi việc này như là một ví dụ điển hình về chính dịch trục xuất của chính quyền tổng thống Donald Trump, có thể nhắm mục tiêu tới bất cứ ai thiếu giấy tờ hợp pháp. Trong khi đó, những người ủng hộ việc trục xuất thì nói rằng các quy tắc nhập cư phải được thi hành bất kể mối quan hệ gia đình và cộng đồng của những người bị nhắm là mục tiêu. Các cơ quan di trú cáo buộc cuộc hôn nhân đầu tiên của Adamson vào năm 1980 là gian lận và từ chối cấp lại thẻ xanh cho ông. Ottman đã thề sẽ đấu tranh để có thể quay trở lại Hoa Kỳ. Luật sư của Ottman là David Klebold cho biết thân chủ của mình đã kết hôn với người vợ thứ hai là Fida vào năm 1988 và họ có bốn người con gái đều là công dân Hoa Kỳ. Hai vợ chồng Ottman đã đến Brazil trong khoảng thời gian 3 năm để kinh doanh và khi trở về Hoa Kỳ thì ông bị từ chối được cấp một thẻ xanh mới. Thành viên đảng Dân Chủ là Tim Ryan nói rằng việc trục xuất của Ottman đã đánh dấu lần đầu tiên ICE đi ngược lại với các kiến nghị để ngăn chặn việc trục xuất trong khi vụ việc đang được xem xét. Quý vị vừa theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.